Rafael Varane vẫn cố gắng tập luyện, duy trì sức khỏe trong thời gian cách ly. Hành động nhỏ của Varane khi gặp fan Man United rất vui, bởi nhà vô địch World Cup 2018 tỏ ra quá chuyên nghiệp. Được biết, mức phí chuyển nhượng trong thương vụ này chỉ là 35 triệu bảng, thay vì 45 triệu bảng như đồn thổi ban đầu. Sau khi Varane bay đến nước Anh, anh đã tự cách ly 5 ngày theo quy tắc phòng chống dịch kể từ ngày 5 tháng 8. Sau đó, trung vệ người Pháp sẽ tiến hành kiểm tra y tế và ký bản hợp đồng 4 năm với Quỷ Đỏ. Varane dự kiến sẽ bắt đầu tập luyện cùng với đội sau ngày 10 tháng 8. Nếu như mọi thứ diễn ra suôn sẻ, Varane có thể cùng Man United bắt đầu chiến dịch Premier League, tiếp đón Leeds United tại Old Trafford vào lúc 18:30 ngày 14 tháng 8. Gareth Bale mang trên mình một số áo lạ lẫm khi đã chính trong trận giao hữu hòa không đều giữa Real Madrid và Milan là số 50. Nguyên nhân được cho là số 11 của anh đã được trao lại cho Marco Asensio. Nhưng đó vẫn chưa phải là điểm đáng nói nhất. Gareth Bale là người kiếm về một quả penalty cho Real Madrid trong hiệp 1. Đây là pha bóng mà Gareth Bale đã chứng tỏ được bản thân, vẫn sở hữu tốc độ, khả năng bứt phá ấn tượng dù cặp cầu thủ của Milan bám sát. Sau cùng, do không muốn để Gareth Bale ghi bàn, cầu thủ của AC Milan đã phạm lỗi với anh. Chính Bale cũng đứng lên làm trách nhiệm đá quả 11m. Nhưng thật đáng tiếc, Gareth Bale lại không chiến thắng được thủ môn tân binh Mike Maignan của AC Milan. Man City vẫn đang theo dõi kỹ lưỡng tình hình sức khỏe của Kevin De Bruyne sau khi tiền vệ người Bỉ vẫn còn cảm thấy đau ở mắt cá, dính phải ở Euro 2020. Tuần trước, De Bruyne đã bay sang Barcelona để kiểm tra mắt cá chân tại phòng khám của bác sĩ Ramon Cugat. Theo chẩn đoán, Kevin De Bruyne có thể trở lại tập luyện cùng với cả đội vào ngày hôm nay, 9 tháng 8. Sau, Man City sẽ theo dõi sát sao mắt cá chân của Kevin De Bruyne, xem có bị sưng tấy hay không. Nếu dây chằng mắt cá chân bị chấn thương nặng trở lại, De Bruyne sẽ phải can thiệp đến dao kéo. Man City chắc chắn sẽ mất cầu thủ xuất sắc nhất của PFA mùa trước trong vòng vài tháng. Nhằm mục tiêu giảm quỹ lương và bán những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của Ronald Koeman ở mùa giải tới, Barcelona sẽ tiếp tục thanh lọc đội hình. Theo đó, Alex Collado và Milan Pjanic chắc chắn sẽ là những người phải rời khỏi Camp Nou. Thực ra Barcelona đã từng đàm phán với Club Brugge để cho câu lạc bộ của Bỉ mượn Alex Collado nhưng bất thành. Dù vậy, do không có nhu cầu sử dụng Collado, nên Barca vẫn sẽ không giữ chân cầu thủ người Tây Ban Nha, dù hợp đồng của anh còn đến tháng 6 năm 2023. Thay vào đó, Barca sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm đối tác mới để đẩy Alex Collado ra đi. Không khác gì Collado, Milan Pjanic cũng sắp bị đẩy trở lại Juventus, mặc dù tiền vệ này còn hợp đồng đến tháng 6 năm 2024. Erling Haaland tuyên bố anh cảm thấy hạnh phúc khi được chơi bóng cho Dortmund. Tiền đạo người Na Uy cũng thừa nhận mình được rất nhiều câu lạc bộ lớn quan tâm. Thật tuyệt vời khi được khoác áo Dortmund. Tôi hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Tôi không có lý do gì để rời nơi này. Phải thừa nhận rằng tôi nhận được sự quan tâm từ một vài đội bóng nhưng đã nhanh chóng từ chối. Tôi muốn tiếp tục chơi bóng ở Dortmund. Như vậy, dù Chelsea từng chấp nhận chi tới 150 triệu bảng, họ cũng sẵn sàng đáp ứng mức lương 300.000 bảng một tuần của Erling Haaland. Tuy nhiên, Dortmund tuyên bố không bán ngôi sao của mình và tiền đạo 21 tuổi cũng rất muốn tiếp tục thi đấu cho đội bóng vùng Ruhr. The Athletic khẳng định Arsenal đã đồng ý bán Đức Joe Willock cho Newcastle với mức phí khoảng 20 triệu bảng. Willock đã ghi 8 bàn cho Newcastle khi chuyển đến đây theo dạng cho mượn ở nửa cuối mùa trước. Tuy vậy, anh không được trao một vị trí trong giai đoạn giao hữu của Arsenal hè này. Mikel Arteta dường như không có nhiều sự tin tưởng như cho Willock. Nhận thấy cơ hội ra sân tại Arsenal không quá nhiều, tiền vệ này đã quyết định ra đi. Điểm đến của Willock dĩ nhiên là Newcastle, bởi đây là nơi mà chắc chắn anh sẽ được trao một vị trí đá chính thường xuyên. Ngoài ra, Joe Willock cũng là mục tiêu số 1 của Newcastle ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, và sau trẻ 21 tuổi có thể trở thành tân binh đầu tiên của chiếc chòe mùa hè này.